nhiều niên cay đắng muốn tù cái chưa thành. Lấy sáng thủ ráng mà tu niệm để thoát mê thoát khổ đó đà. Giờ thì cái đắng trần hạ thiếu ăn thiếu mặc đó đã còn sâu buồn khổ đau con cháu dương trần khổ đau rồi tận bình. Đôi thì đêm tối vài cái chúc cho mà cô được dễ giá nhẹ nhàng an vui trên từng vui hòa là đường giải thoát của ta mong cầu đến đây rõ bước cái ngõ hầu nghèo thời cũng đang lo tu trở về. Nam mô là cội bồ đề chờ trong khổ đau trở về tỏ tim ngồi buông gọi kêu kêu thế gian dương trần lo tu chữ tu sửa sao cho rõ ràng tu sửa rồi tâm lòng mà tươi sáng lòng một lòng sắc ráng bước lên con thoảng liên quan tâm Di Đà sao chữ không phai bỏ buông khổ sầu cho đời an vui tâm định rồi phải tuổi đau cho xác mãi tâm cao cho xác luôn nhận quà nụ cười như đêm tối âu ca cùng ba cánh rồi cùng ba già đêm an lành đến đây vuông tròn cái tâm bồ đề ai rõ ràng mến mến thế gian ráng tu hành nhìn là trong sắc hữu cậu nam vương chân đã đó có tâm bồ đề kính hiếu thời mẹ cha ngày nay âu ca cõi dương trần câu hiền chẳng ai ràng cố tu tâm giúp cho dương trần ai thời khổ đau mở tâm bồ đề rồi giải phân bước đi nhẹ nhàng thôi thì bình an do chính lòng ta tạo ra sửa lòng để tu qua có mây mù trở về ngồi tự ân thiếu nghĩa cha mẹ rõ ràng kỳ bá cai mở như đạo tràng quảng tâm để truyền đưa đi về nghe pháp ơi.
nhìn cấu đau ngày đêm còn lo liệu, chưa an vui tự ý của ta, đứng ngồi chưa an phận chữ âu cả tính con rồi tính mãi mẹ cha đồ trì. Ráng đi cầu đạo nơi chân hà, tứ ân hiếu nghĩa ràng đời như nó, mến cha thương mẹ mãi còn, làm con tư hiếu tình thương công nhòa. Ngày hôm nay xa xa rồi hướng đến nơi đạo đồng của Đặng Hoàng Thanh, để chuyện chia sẻ trong tâm tăng đôi lời kêu gọi làm giống giúp đời. Thôi hôm nay nước mắt ưu trang hòa, bỏ buồn đã đó khổ thân ta vì mà. Con của thần rồi thì của thánh, ngày hôm nay an lạc đứng ngoài, đến để thấy được trong vị nói đôi lời chia sẻ chiến xây cầu hiền. Đêm nay thấy rõ thân trần, đôi lời chia sẻ giúp cho sát trần an vui thân tình tấn ta gần, tìm đường tu niệm tốt ở bờ sông mê, đến đây tâm hòa quyện trong đại đồng tình thương cao quý, khó nhỏ khó phai. A Di Đà Phật. Bấy lâu nghe pháp thanh hòa, giờ thì xa khổ đến rồi phải chăng, cô ơi thấy được cõi dương trần, con tiên của mẹ phần kính thương, giờ thì thấy được trần nương thanh hoàng đã đến sẽ chia đạo đồng. Nhìn có muôn phần muôn phần, giờ thì chốn trần hà giúp dân để tạo phước mà cho ta, giờ thì khai mở trần hà con tiến con Phật ráng lo tu hành, tâm đã hiền sẵn thời đã có vốn, vốn thiên liêng xây chuyển đã rồi, ngày nay muốn thấy được chỉ ngôi tâm hồn ráng định giữa nương bồ đề, để cho thân chức nặng nề nay thời
cái mở đôi lời sẽ chia. Con đường đời trong gai, trong xa tân thì ai cứu con. Ngày nay muốn tu trở về, thân nặng nề ai còn mang dương. Thì đời đời đạo sống tu, ta ráng công dứt mây em nay đo đạc thấy được tâm thân rõ tâm bồ đề dứt đó đi chỗ nào tâm ma nguyện rồi trước ra sao ráng cố giữ cho xuân ráng cố giữ tâm lành bồ đề tươi xanh không nơi cõi trần ai đi đứng ngồi biên giới ngày tâm thân an lành do ta tạo thành kính yêu tổ tông của mình thì tăng mới bước vô đạo màu tinh tăng hôm nay mấy câu chào chuyện được ra vô trò đàn không còn chuyện lo thân sang đấy tu hành chúc cho sát hộ vì thời ngày nay đã rõ có Phật trời gần bên chúc cho đông đầy thương mến thôn láng xa gần chúc vỡ cho xác khổ dương trần đêm ngày khỏe mạnh đứng ngồi để nam mô chúc vỡ cho xác được bước vô hòa cái thánh Phật nam mô rõ ràng cho tăng được bình an giờ thì trở lại giá cán vui về đêm nay đêm lối phơi bày có lòng đôi tiếng chúc cho cô nhiều chúc cho cô sớm được lên thiền bồ đề kiến cô nở quá đêm Di Đà Phật. Còn buồn chẳng ai thân đắng cay một mình đó đây nhờ trên có tiếng liên hộ trì thân nhu bị chia đời ra đúng lòng bao lòng tự bi bước lên đó đàn con thiện ơi nam miền rồi nữ đi tràn câu theo mẹ giang tràn câu để tu sau này kia quân giúp má như thấy đàn ơi
đức ân giang đời cho sắc thần ai đang muôn đời. Đêm tối mở cài xin chúc sắc trần về gia đang lo tu hành đã đó đến đây thấy chân tôi chuộng cho lòng bước đi thôi. Đêm mà mấy câu to bài
thì hiền đưa nhìn xác chẳng còn ra đưa tôi đến đây tỏ lời xin chúc cho quệ khai rõ ràng rồi khẩu khai nở lan thôn chẳng đời về gia cảng đó ra người mến thương ngày nay mấy câu đau lành chuyện chuyện xây trong tâm tân bình yên đêm tỏ phân chẳng tôi mấy câu rõ ràng xin chúc thân trần tròn vua tôi vợ thì bình yên đêm mấy câu di thời làm thơ trao chuyện cho xác thân nghe rồi về gia tình về gia nói đứng đi cũng được bình yên về đây tâm tâm tôi ở bài chinh thương tôi đến tổ tông chứng chi A Di Đà Phật. Con chăm hỏi giờ này đầy đủ biết nói sao căn cõi cớ nguồn giải giới phân để sớm đóng tuồng đưa giúp rước thế trần tu nhìn xác hổ muôn vàng đau khổ ngày hôm nay là chỗ để cầu giúp cho thân xác để ngó nhìn sửa sai sai sửa cho đời bình an thánh thần tiên Phật đón đưa ngày nay thấy được sớm mơ chưa thấy trần thế gian ráng cố quay về con đường Bồ Đề Như Lai ai ơi muốn dứt trong gai mỗi bề đang đứng đi nằm ta nam mô nam mô ta có điểm tô bằng là từ bi hỷ buồn chí hoài không sáng ra dẫn đường ta mãi bước đi mịt mù thiếu thời ba tánh này ba gian
hỏi nơi đâu cái những quà. Bồ đề cái mở từ tâm để cho thấy được như Quan Âm nằm lòng. Buông buông đi dần hờn tại thế, buông buông đi chớ mãi mê tâm. Buông buông đi ta dứt cái sai lầm, buông buông khổ vì ta tầm nó chánh đạo. Buông buông đi ta tờ nghe đạo quá, buông buông đi ta đền tiên Phật cũng hộ tâm của mình. Chớ trong tình phố sầu ra đó, con của thời thầy tổ đó ra. Chớ thời khẩu ý mở ra, hại nhạo trong tâm chỉ khổ đau đêm ngày. Buông buông đi rồi ta dẹt hết đắng cay, không còn trong thế sự của ta gì mà. Nhớ nhớ mẹ ráng trời tinh tấn, tháng có tu giải thoát từ thân. Tu đi rồi ta được muôn phần, cầu chi cũng được phước phần nở hoa. Tu qua đi này ơi hỡi bả giá, tu rồi thấy được hoàn thánh đời chờ. Nhớ tiên nè, nhớ Phật liên đài, nhớ trong sáu cánh mỗi ngày ta cầu nơi cõi trần ai. Căn phần đã rõ ngày nay khổ sầu, thêm với ngày thiếu câu trong chữ đào. Có mẹ lo mẹ điểu hộ trì, chỉ thời tâm mãi cứ vô mì. Nhớ cha mà nhớ kêu mẹ kêu cha, kêu trong thất tổ độ tấn dân bề. Thôi thì lễ độ nó tuôn xa, cũng vì cảnh thấy nhớ mẹ cha của mình. Thôi thì lấy đổ trần niên, giờ thì cũng bỏ buồn quá cho rồi. Tâm mình tâm hướng đạo Bồ Đề, để cho ta dứt nặng nề khó. Tâm an vui tình thắng một lòng, tu rồi giải thoát cho thân xác phủ đôi lời. Về gia đình tấn nhớ tiên tiên ráng tu hành,
Di Đà Phật. Con thầy, con mẹ, con cha, giờ này giác ngộ quay về Nam Mô. Nhìn chóng mà xác cốt còn lo còn buồn, này giác ngộ cho lòng ta tao, đêm đến ngày ta bỏ ta buông, giữ sao cho sẽ có xuống. Nhìn xác ngũ bồ đề nay sẵn có, nhờ thiện liên gió mát tối qua, thức lòng ta ngộ cho ta là đường tinh tấn thố ta mê cuối này. Ráng cố định linh hồn như thề, qua giây mộng cận kề Phật tiên. Giờ thì muốn đời thân đã có thanh quả, luôn luôn mà che chở linh hồn có biết thứ chân. Giờ thì thấy được trong cảnh mà tâm thân quan hiền hiếu tạo muôn phần dễ dàng. Mô xây đắp bồ đề để cho xá thủ làm hè cùng đệ huynh. Đời đã khổ ngày nay thấy chỗ, nơi an vui là chỗ bồ đề. Đến đây cũng thể như hẹn thề, lập công cho rõ thiền đạo cõi lòng hoàng anh chúa nở trước tấm thân biết ở hiền lừa. Giờ thì con của Tây Phương lão lai còn đau khổ riêng lo tu hành. Con má ơi ráng nở qua cành cho trong qua cái tấm nở bồ đề, để cho mà ta khổ công có lo chi. Tâm giá thức nặng nề rồi buông bỏ, chớ bỏ lòng tim nặng tim bi. Giờ thì con của mà nguyện vui dứt cảnh này cùng đồng huynh đệ sẽ chia đêm ngày. Nam Mô A Di Đà Phật, chúc cho xa khổ tình thương lại gần, chúc má cho các khổ đồng này tình thương huynh đệ không dọa không phai, chúc cho xa được ngôi ngày an vui.
Di Đà Phật. Tâm đã định kêu cầu Phật ca thánh, ngày hôm nay lối bước không còn công còn ý gì.
đến đây đến đây nhu ngồi chờ tự pháp để bình tâm để rồi về gia trang đi vì thời đã đó chữ tu đem vào cho tâm tâm rèn rồi vì thời vì thời nở qua điện về giá tinh tấn để nguyện cầu nguyện cho anh mà trăm họ điềm ngàn biết lo tu con đường giải thoát ngày lẫn đêm ta bòn bót công phu giờ thì tâm nguyện ngao du gần xa cũng được đến đây tỏa bài tâm thời một hướng không phải niềm an vui hòa tâm đồng chung một cảnh đời thiên liên khi ta rảnh ta nguyện cầu để cho đau khổ trong thẳm sâu giúp đi khỏi xác linh nào được ở qua nay tâm cô hiền trần ngà đã đó theo mẹ thầy cầu nguyện thế gian để cho thân luôn sửa rồi luôn sang bình an đi đứng đắn trai cũng ta lìa nam mô như thế ba chìa gặp nhau trong xa khổ chiến xây độ trì tâm cai trong bất tử đi thìa không phải không nhạc không nhỏ đó thôi đêm nay tâm định hướng bồ đề chúc cho xa muốn về giá luôn vẹn toàn nam mô sáu chữ mãi còn nằm trong tâm trí đêm ngày thôn la ba già rồi ba tánh đến đây một lòng nhìn xác ngủ thở nào lại đau phải chăng chăng con chăm họ nơi này nếu thời đúng mực thì dựng xây yêu thương muôn cảnh muôn giá muôn người biết yêu thương cùng đồng rồi chia sẻ biết yêu thương bá tánh biết tu hành biết yêu thương huynh đệ xã quán không còn đau khổ ta sống ở vô đóng tuồng thương mơ đi thôi nơi con mà chăm họ
ráng mà lo tu. Tu đi hiền ý hiền lòng, tu đi thấy một cảnh đồng mà thương nhau. Giờ thì không thấp không cao, một lòng thương mến bảo toàn thiên thu. Dù thân cay đắng lắng nhau, hiểu rồi kiếp cõi dương trần sầu lo. Biết thương nhau một lòng cái mở, biết thương nhau nâng đỡ đêm ngày, biết thương nhau một lòng son sắc, biết thương nhau tả diệu giấc trong đảo đồng. Biết đời đau khổ đó đa, biết cha rồi biết mẹ âu cả muôn đời. Biết tiên biết tổ vị thời, bình tâm hướng đạo kịp giờ qua sông. Dù cho cảnh khổ lòng đông, hiểu rồi trong chữ đạo thiếu câu mau đi bộ đề ta được nở. Nam mô đi ta nâng đỡ thế gian. Nam mô là cảnh Tây Phương, trong trời nam nữ nam mô nở rẽ. Nam mô xây đắp tình đời, nam mô mà xây đắp tuyệt vời Phật tiên. Nam mô là cõi bình yên, nam mô cố bước lên thiền không phải. Nam mô chỉ ở thiền mỗi ngày, là ta giác ngộ thức lòng đó. Rồi còn lên xuống nhiều đời chưa yên. Nhìn xa khổ nở nam cõi thế, ráng yêu thương nhiều dắt ta bể bồng. Dù đời có đau khổ cõi trần ấy, ráng mà chọn kiếp đường tu của mình. Tu đi đi con của liên đài, tu đi con của thánh thần ngày nay. Tu đi con của Như Lai, mỗi ngày chào chuông không phải. Tu đi rồi ta được bình an, tu đi rồi hòa thông,
Phật tiếng vui mừng. Tôi biết sao to bài trong xã thân thì còn có nhiều nhiều đắng cay, còn phiền phiền từ tâm. Tôi sẽ đi dương trần hỡi nữ nam kiếp trắng cô sầu, ngày nay ráng lo tu hành để không bộ đề cho thế gian vui mừng, cùng qua lòng thơm an rồi dương trần đó đà. Nay tâm thân tôi bài đồng chung kiểu câu cho đò đàn, rồi gia đàn tròn chuông, rồi đông cùng cho kịp quân. Đại thế thân rò đàn, nhìn xác thân trong kỳ ba một năm trở về, về đây nghe pháp thiên phú thanh hoàng là dỗ an cho về đây tình tâm tu hiền, lấy kịp quân bước lên con thuyền. Đắp mơ xây xây đắp bồ đề, thương thảo trước bồ ta đời giác ngộ tĩnh lòng trở lại theo con đường chánh pháp như lai, nhìn trần nơi cõi trần ai có nam rồi có nữ, biết yêu thương cho vuông tròn. Thấy đời còn mãi thấp cao, bởi vì tâm mây dương áng che mây mù. Con của mẹ vén mây từ trọng tâm trí, huệ luôn thông khai lý của Phật tiên, học theo giáo đạo của
để ta danh xưng con tiên hạ phàm. Kêu cầu giờ trong xác tục trần lao không thầy sao biết dạng tao thế nào. Nhìn xác ngủ thanh hoàng cho mẹ làm con tiền đau khổ muôn miên, để đưa nam nữ biết làm nhàn là bình yên xác hộ hoàn thành đời. Biết nói sao cho đời luôn an lạc, biết nói sao chia sẻ bồ đề nếu lòng tự ý khởi ra phát tâm theo chân pháp của Phật tiên buổi này. Để cho năm việc an vui, để cho mà đất nước thần yên hòa bình. Biết lo tu vì thời ta xây đắp, giúp nước non hòa thuận nhẹ nhàng. Vợ thì trang sữa rồi trang sáng, giúp thân rồi giúp ba thế, giúp muôn dân nở nụ cười. Thôi giờ thì bãi khai thân xác, về đây đắp xây bồ đề tâm tính rồi hẹn thề tinh tấn. Lòng mở lòng biết thương yêu, giúp thế gian sống chiều lo tu. Thân dứt mây mù không còn án che, để cho diêm phù thoát qua ta trở lỡ. Con đường về Tây Phương trong chỉ cháu đâu xa, đạo ở lý trong lòng vì thời bài sai cho sáng suốt ngày đêm dặn dắt trần niên. Đêm lắng ngày mở cai tu hành, giữ căn giới nguồn cội xưa của mình. Thương của đấng thiên địa cuối này đã đó mãi luôn đợi chờ đêm ngày chờ.
thân dạng sách chở tu báo điên đau khổ dễ mà giờ này giác thức ngộ tâm ta quay về nữ ơi thấy rõ trần nhân giờ này đang cố tu hành cho xong muốn thời ý đạo lập công cho thấy đường bể rộng mở nhìn xác tục dù trần ai đau khổ chưa an vui cái chỗ tu hiền giờ thì đang cố định tình yên để cho ta được bước vô con hoa đã thề đã quyền xin cha xin mẹ nơi trần hà trình chánh thất tổ cán quá đạo màu chứng chi thân xác trần ni biết lo tu niệm sửa lòng còn khổ đau nay thời đi đứng một màu là tân giải thoát tâm cao trở về đêm hôm nay cay mở gió tràn đèn bồ đề kiên cố đắp xây cho vững vàng không phai không đi tấm lòng kiên cố bồ nam mô chúc cho hai thân xác chị mà ngày mai lo liệu xong toàn nam mô thôi thì tuồn cho kịp lúc con tìm đứa giờ thì ta dùng cây muối dưa trình đưa với mẹ công phu công trình để giúp dân đau khổ trôi qua cái đắng không còn tìm chúc cho thẻ thú đi ra thời bình yên Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ thì rõ bước đạo màu ai ơi đang cố treo chồng tình thiên đạo công phu công trình rồi công qua tâm ngã ra đau khổ bỏ qua để cho thân ở trần hà dứt đi cay đắng lo tu trở về nay hạnh phúc bồ đề đua nở cùng thế gian diều dắt một đường chánh tâm đạo lý trần dương là điều giải thoát
cho ta sớm về. Tôi đến đây một lòng con mẹ, rồi con cha mau lẻ tu hiền. Đến đây rồi luôn được bình yên, đến đây nghe pháp tiếng tiếng chào truyền. Nhìn căn cõi nguồn mà xưa còn lại đau, nương về căn cõi Bồ Đề. Giờ thì ta muốn thấy được cảnh cung quê, thì một lòng mà câu kiểu tháo thảo rõ ràng. Con tiên con Phật thờ nào, giờ thì đi đứng xa gần cùng đến đây để nghe tâm pháp thanh hoàng. Thức lòng nhớ cảnh Tây Phương ta tu hành, giờ thì đôi tiếng bạn trai kêu cầu ba tánh gái trai tựa lòng. Giữa sao thấy được mây rồng, giữa sao con sắc đạo đồng mà chúng quy. Để rồi cầu Phật thánh quyền chi, chỉ đường mở lối bước đi thế trần. Thiện ý buồn nhìn trong mà ta tâm thương đồng mà xa tâm xác giới hồn hòa quyện để bảo tồn cho thân nuôi lớn sống còn hôm nay. Nếu không có điển của thiên liên, ngày nay vốn ấy không còn đó ta. Thiên liên cai mở gì mà chỉ tầm sáng suốt do thiên liên tạo thành. Dùng thời chi sáng trần ái giúp đời quân ngã cũng đồng lo tu. Tu thì giải thoát tự án mây mù nằm trong đội thân ấy thở nào còn buộc đeo. Ngày nay muốn dứt bỏ dĩ thời kêu cầu thấy sự rẽ mà vừa nương để cho ta thấy được trong tình. Tu rồi buông bỏ khổ đau, tu rồi thiện cải nghiệp xưa cũng tiêu mòn. Tu sao như thể được lên toàn đồng cùng nam nữ sớm chiều cùng bước lên cảnh thiên liên mây gió vẽ vào thổi trôi. Người thời lo lắng để biết tu, tình thương cao quý thì mây mù cũng xóa tan. Nam mô chí thiện Bồ Đề, đắp thay cho rõ nét con đường ta đi.
đời còn nhiều, còn nhiều phải lo, lo cho xa thân đêm ngày hiền lương. Này con hỡi, con ráng tu hành, con tu hành để chờ mẹ đưa đón. Con u sầu tăng cay rồi có mẹ kia giúp mà con quay về chớ tô ngày đi. Con ngoan hiền con của Phật tiên, con ra trả nợ trần ai, trả kiếp căn của mình. Coi bóng hình tuổi này đã đúng, lòng là lòng tử bi, có quan âm hộ thì trong tâm. Con đau sầu tớ não rồi này kia, có thiên liên hộ trì chứng tâm con chân nghĩa. Nay thì được bình yên, con ráng cố nguyện, con ráng cố bước lên tiền, lên tiền hoàn thành đưa đứa con nhanh về chôn tròn vua. Thân nhá nhồi chữ tu ráng đời, giúp con ở nơi xứ đời tinh tấn tu hành. Diệu lý hỡi con, đây xây đắp cho sông Bồ Đề Phật Thanh, để con sông màu nở hoa cành. Bồ Đề tôm láng giúp cho, giúp cho dương trần không còn khổ đau, thành xác có đắng cay. Thôi thì con trẻ trần ngại, có tâm mến đạo quá cái buổi này. Nhìn con trẻ kỳ già bá rôn rao, làm con thiền đưa trước ba già. Giờ thì phải chịu thở than, thở than than thở có Phật tiên chứng lòng. Quá cái tự tánh rồi tự lòng, ráng mà giữ trọn nè cảnh tình thiên nhìn con. Giờ thì con được bình nại, thiền thoảng mà đưa trước hoàn thành đợi chờ.
sớm an vui tự tại. Khổ xa lìa rồi nước mắt rạt ngang, đây con biết cảnh tay phan rồi lập công bò đứt cho xong để trở về. Thôi thì đêm tối dỗ an cho tâm thân con luôn rạng sắc bộ bề con vĩnh vàng. Ngày hôm nay con muốn được bình an thì con đáng cố giúp dân phụ mẹ thầy an vui thân tình đáng tu hành để rồi dạy to không còn đắng cay tâm con cài mở bồ đề. Thân an vui xin chúc đôi lời chúc cho con đường dịu dàng ly chờ. A Di Đà Phật. Đôi câu đôi tiếng gì mà nè, chúc cho cậu được nói ngày lo tu. Giờ thì nè cổng qua rồi cổng qua, trình trên tất tổ của thân gia đà. Nhìn sát thủ cầu nam rồi kiên cố đêm với ngày làm áo phát tâm. Nhìn trong tăng cõi phúc nguồn, có tâm hiếu kính phát tâm giúp đời. Đêm với ngày lo liều tâm định rồi hướng ấy Phật tia, để thân luôn được bình yên tấm tuồng rõ nét sớm mau trở về, để cho thân được dứt nặng nề không còn mang vướng bồ đề được mở ra. Kỳ ni ở cõi trần hà làm điều phước thiện cho sống đặng về, cầu hiền ở chốn trần ai mở tâm thương giúp mơ xa gần nữ nam, lập công bòn đức để già lam lòng đau xe sử chắn che hữu hình độ cho xác tục trần dình an vui tự tại khi cầu khi xin. Chúc cho thân được vuông tròn về gia đình tấn mỗi ngày nam mô, chúc cho xác sớm được bước vô hòa khai tâm trí với thiên với thần, chúc cho thân dứt nặng quằn không còn suy nghĩ chuyện tình đời thế gian, giờ thì tu để sửa rồi để sang hòa tâm với Phật thánh biết
cõi mùa. Nam mô là chỗ để điểm tô tâm khai, rồi tâm định tâm nở thốn lan bồ đề. Rồi thì đêm tối có nặng nề, nghe qua câu pháp trao chuyện rồi nhẹ ra. Về gia cầu nguyện rồi mẹ cha, thánh thần tiên Phật cũng cản quá hộ sát trần, phần an vui tinh tấn muôn mừng trở về gia. Thuận hòa từ khổ thần, A Di Đà Phật. Lòng ta cái mơ bồ đề của đấng thiên liêng, nhìn cá dương trần ai có đấng cai, xác thân quay về con đường chánh tu. Chánh tu nở bồ đề năng nề địa, nhìn trong xa thế con điểm tối mây mù án che, xác thân chưa tròn để lo tu bước qua khổ đau. Nhìn trong ba tánh con đường dài thoát kiếm đau, nhìn cả thế trần ai ở đâu đâu, phá tâm bồ đề cũng ở thời thương nhau. Thương con của liên đài giờ thì chọn vua, rồi ta tính tấn đông gọi tình thương yêu ta đắp xây ngày nay. Giờ thì con mẹ đòi con cha đắp xây hành đạo càng quá cũng vui vậy. Rồi sao thấy được nơi này biết yêu thương trăm mẹ gần xa. Tối nay thấy được cả một nhà đến đây chia sẻ tâm hòa tâm vui. Cô hiền ở chốn trần niên, ráng mà mở trí cho bình yên để tu hiền. Tu sao như con thiền ra khơi giúp thế mới bình yên sau này. Đêm an vui đôi tiếng trao chiền, chúc cho mà xa khổ mỗi ngày khỏe ra. Chúc cho sáng tận cùng hòa, gần xa cũng được nhà nhà mến thương. Giờ thì nhớ cánh tay phương, xác phàm tại thế ráng não nương bồ đề, tâm vui an hướng hạnh thề, tình thương bạc ai như non có sánh bằng. Đến đây chia sẻ một đường trở về gia đạo tình thương. Đến đây cai ngộ thức ba đạo, quay về chánh đạo không còn khổ đau.
tình thương cao quý nơi lòng ta ráng chúa chào. Nhìn xác dương trần diệu thanh với con bước ra hầu chầu để đời mẹ chứng minh, chứng minh con hiền ngày ngày lo tu rồi con giải toán để kịp lũ bước lên con tìm ra sáng son trong tranh đau màu. Giờ thì con lo chữ tu ngày kia nhìn con cay đắng trong lòng con biết thương yêu tình dương trần ráng mà lo tu tâm hồn tinh tấn là diệu thanh con ở trần gian con sớm biết lo tu hành rồi đưa tiên điên đến tầng hồ tre hôm nay. Con về nơi đây hôm nay con cầu con xin đêm nay tấm hình an vui hôm nay bóng mình được mẹ ban phước duyên bài cai ngày nay con ráng lo tu đêm nay nói tiếng gì mà chúc cho con được khỏe ra hoài hoài. Chúc cho con được gần xa đứng ngồi an lạc chữ tu nhẹ nhàng. Con ơi cõi thế dương trần đó ra rồi đã khổ sầu nắm tay con quyết chí chọn đường một bước đi thẳng hoài thì mẹ rước thấy như nay. Con ơi nhìn cõi trần ai nhiều bề có tính đêm nay tâm trí thanh hoàng khổ đau cho xác tục lăn nhạo vì thế đi. Con ơi mở huệ quyền chi nhìn đi con thấy tà mỹ trong nhân đời lẫn lộn với hỏi con ơi vàng thao mà có tính có toàn có được nên thì con nguyện quyền chỉ hoàn thành bên mẹ cũng dẫn con đi hoài hoài để cho con kịp lúc trần ai trong lòng có mẹ có thời hoàng thanh. Thương con ơi đau lòng để bế bồng con hiểu thuộc hoàng giờ thì con như thể qua cành nhờ thiên liên điển chiến cho con nở bồ đề.
đời đời con bước con đi, thấy được trong cảnh quyền chi hậu mình. Con ơi đang cố tự đi, để cho tâm được diệu thánh vững về, để con sớm được lên toàn, không còn mắt phải dương trần đỏ mang. Đời đời nè đảo đảo toàn sống, để con thấy được làm xong đặng về. Con ơi thức chí rồi tỉnh lòng, nhớ cha nhớ mẹ đêm ngày nhớ với con, nhớ đời đau khổ trần nơi, nhớ thiêng liêng của tấm thân con mới an lành. Đời sàng xê xê sàng ngã ba ngã bảy, còn tranh đua đêm tối giật giành. Chỉ thời con ráng cố mà bước đỡ nhanh, buông rồi con bỏ con đóng tường cho sống. Ngày hôm nay trên cõi đại đồng, thấy con tâm niệm treo chồng tình thương. Tôi thì dòng điện ma tối trần dương, chúc cho con khỏe mạnh về gia để tu hành, thân an vui tinh tấn bồ đề. Giờ thì con kiến cố chữ tu đem vào, đắp xây rõ bước mở trào, trở về cho thân say diệu thánh buổi này. A Di Đà Phật. Nhìn đời đã đó còn mù che, còn mù che biết sao tỏ bài tâm trí. Ngày nay đạo lý phơi bày, tâm phát tâm bồ đề cho năm ngày kiếm ngày cũng vượt qua. Tráng thì hỡi ơi trường trần, cuộc đời ta bước luôn còn lo, lo đời ngày đi chớ tu đem vào tâm tâm trí, để cho sáng ra mỗi ngày ta sẽ chia nắng. Muốn an vui dĩ thời ta nương tựa thánh bồ đề, gieo phước từ thân tạo rồi ta mãi đông đầy, giữ cho muôn thở muôn đời cũng thôi. Ngày nay dĩ thời chia xe đắp với bồi mát mẻ hồn linh, ngày nay ráng cố đăng trình. Nữ nam ơi hỡi ra
đó xưa. Xưa sao trọn ý trọn tình, xưa cho thấy bóng Quan Âm nằm lòng từ bi bác ấy reo chồng để đời tận hưởng cũng quả thiền na. Nam mô sáu chữ Bồ Đề, giờ thì gửi đến tâm tấn buổi kêu hoài thời hôn lại kêu kêu con tấm lòng khổ sầu đa đó, vì vì lòng qua tâm quá tâm lo buổi ngày tu mê. Lo cho đời, lo cả cầu sinh, lo đập xây Bồ Đề để gieo được tình thương. Gieo trăm tới ngày nay thân xa khó đắng cay, bước đến nơi đây nguyện cầu để được dỗ an thân xác dứt đi cay đắng trần gian rồi mới bình yên. Ơn nhà rồi ngày nay có bài với tiền chứng kê cho lòng con trẻ để con tỉnh tu quay về không mà thời lạc mê nơi trần ái dĩ tha không còn đeo mang tầng ý vui. Vì chẳng ai khổ đau có ai yêu mình, ngày nay phải thời chịu đắng cay, ngày nay ráng tu hành rồi khó qua. Từ đây cô sầu trong chế trong tâm, chỉ có điển lành mẹ đã chứng chi xác thân hữu hình cũng
được chọn vua. Chư tổ đem chào dân lòng từ bi để thần thầy vua vì ân điển ở trên mẹ cha đã bàn xa xuống đường trần cầu nguyện rồi xin điển linh hộ thần. Giờ để đổi tiếng chúc cùng xác hổ đêm nay cùng chúc chương trần xác hổ đắng cay bên mê xa lìa cho đời an vui xin chúc cho xa trần về đường ngôi gia từ tâm tinh tấn đồng đạo lý bài cai để cho thân đi giờ hài ngày rồi lẫn đêm nam mô kim tổ nam mô đêm an vui đôi đời xin chúc chúc cho thân được muôn phần về gia đình tấn 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 tu hành giải thoát bờ mê của mình đạo tiên thiên kỳ ba đã rõ tâm của ta mở ngõ chạy ra tu cầu rồi nguyện mẹ cha thoát mê cảnh ấy đồng qua đợi chờ thôi ngày nay bồ đề chiên cố tỉnh tâm cho tất cả dương trần tôm lan huynh để nhà nhà ấm no tôi thì như thấy con đò kỳ ba giác ngộ trở về nam mô chúc cho tân được vuông tròn chúc cho xác hữu không còn đắng cay chúc cho tân được mỗi ngày chữ tu tinh thanh cao đạo tiên của mẹ tròn
vui hòa quyện rồi một cảnh. Nồi đời để nghe pháp rồi cũng an vui. Về đây bỏ trượt giữ thanh, cho đời tươi sáng bước nhanh tu hành. Hôm nay đôi tiếng phơi bày tiếng lành soi rọi tim hai nữ nam. Đang lo tu kịp giờ để vào lớp, để gặp thiên liên chấm bút quê trong lắp đời quân hạ trong tấm lòng. Không không mới thấy tấm lòng mà nhẹ. Thôi thì huynh để nơi cõi trần lão biết thương biết mến sẽ chia rõ ràng. Biết yêu thương chỉ thời con thánh Phật, về đến đây ta bỏ tật sầu lo. Về đây đã rước hết như lên đò, không còn cay đắng buổi này tâm. Xác trần ơi hỡi ngày nay, ráng mà lo liệu chữ tu mến thương muôn người. Từ bi bác ái cao bay là ta tâm định hái được. Đến đây rồi tim ông ca nghe pháp của hoàng thanh chia sẻ rõ ràng. Nghe rồi tâm pháp bình an, nghe rồi ý nguyện ta sửa sang mỗi ngày, bỏ buông đau sầu bi héo úa, bỏ buông giận hờn đau khổ ta tạo ra. Giờ đây chúng cảnh một nhà, phát tâm tu niệm Bồ Đề nở hoa. Điềm chủ cho thế trần, tâm mở khai an lành. Rồi đúng cần Phật tiên đồng xét trần đủ duyên, điểm sáng cai trong tâm hồn. Nguyện Phật tiên hộ gia cho cả dương trần, về đây tâm thân vuông tròn, cùng hòa quy nguyện ta bước đường tu. Tâm mà khai huệ sáng khai mỗi ngày, tình thương kia mãi không nhạt phai. Này xã thân hữu hình, ta đứng đi kêu cầu, cầu cho đời sống an vui, biết lo tu. Tâm mở cai rõ ràng, tình thiêng liêng đã trao
đâu đó rồi. Ngồi đây nghe pháp quả thanh hoàng, hồn thức ra nhớ cảnh Phật tiên. Về đây tâm bình yên ở muôn đời, nhờ chư tiên chư thánh độ cho. Đến đây chúc mùa người, tâm ta ráng lo mỗi ngày, là đời ta thôi biết lo tu. Đời ta dứt mây mù đo đà, tâm mở ra rõ rồi, cùng chiều nhau mỗi ai. Về đây ta phát tâm tu hành, để kiếm con đó đã nơi trần ai. Giờ đây xin chúc cho muôn người đồng quy nguyện sớm chưa lo tu. Biển trần dồn dập đó đã biến mê rồi, lôi kéo tâm thần tìm sâu tâm hồn. Có ở Phật thần địa đô trì gia hộ cho ta bình yên hoàn hoàn. Hỏi thế gian kỳ ba nay đã rõ, thức tâm đi ta mở ngõ Nam Mô, để rồi đồng hòa quyện nam nữ được bước vô ở trong đạo già. Ánh đạo vàng nghe thầy luôn trong đời, luôn nở hoa thơm ngát thế trần. Ngày nay muốn được như hoa cảnh thì ta gieo chốn hòa cùng trong bước đi. Tình thiêng liêng trao gửi từ tâm, nếu rồi chi diệu tâm tâm là Quan Âm mà Bồ Tát giúp bà ta sớm chiều thân đi chui đứng nằm ngồi cũng trời là đó. Vui thân quả quyện đi giờ thời, đồng cùng xin chúc thế gian vui vầy. Một phường đánh đạo của mẹ cho, dựng xây trong vinh để rồi ấm nó vui đồng. Thì chỉ đồng mẹ ban bố thì phước duyên mẹ đổ mẹ xây, để cho tất cả nơi này sống ăn ở kiếp
khôn ngoan. Để rồi ta được như xưa xa, để cho mẹ được vui tán cõi trời. Ngày nay xin chúc muôn người ấm no rồi hạnh phúc nhà nhà lo tu, lo tu dù xác có yêu mòn, linh hồn tinh tấn trở về cảnh tiên. Giờ thì chân điện để cho sáng tục qua làm thơ trao đời, trang lo thế sự tu hành, canh thâu đêm xuống xương thời phủ dân, thân trần con của mẹ ơi. Thì đêm đã bài cay, đến đây rõ bước thi hài gái trai. Giờ thì có đắng có cay cũng thời buông bỏ, nay mai cũng thanh nhẹ. Đêm sầu buồn làm chi, thời thế gian dương trần hỡi ba già, kỳ già ba con cha rồi mẹ truyền, con của thánh thần một thiền đưa đưa về là về nói xưa nơi chốn dương gian, nơi này không an nhờ dương trần ráng lo to chữ tu ráng đời nhiều chắc thế gian. Thương yêu con người đó ta cố sức, thương yêu ta đập bát xây bồ đề, cùng rồi sẽ chia ta dạy nắng dầm mà mưa mặt sáng trần. Đưa tất cả dương gian trở về phật cảnh, khổ đau xa địa nay đời bình yên, đêm an vui nghe pháp lành nơi lòng quan thánh tình tận trao về. Trong điện lành trở về mây xanh để hầu mẹ cha, tối đêm này tất cả âu ca chúc cho huynh để gần xa vuông tròn. Chúc cho thấy đường lên toàn, giờ thì xây đắp liệu ló cho mình. Bài cái tâm ý cần ai, lời thơ trong gửi nghe rồi bình yên. Con Phật tiên nghe pháp thiên rồi
xuống đây tâm quyện rõ ràng. Giờ thì cái mơ gửi cháu muôn người dỗ an tâm tánh xưa đời không còn đau khổ ngày nay cô. Đôi lời đôi tiếng mà gửi ban chúc cho cô đạo trần gian an lành, chúc cho cô được như hoa cảnh, chúc cho mà xác được muôn phần lo tu. Vợ thì nè công quả công phu để cho ánh sáng tiền liên hộ trì. Tâm thời đã có đạo màu, tâm thời có mẹ chuyển xảy giờ này. Thì muốn giữ liên qua thì tâm phát nguyện tôn lãng Bồ Đề. Cùng yêu thương, cùng huynh với đệ, sớm giấy chưa chia sẻ rõ ràng. Cô hiền ở cõi trần niên, giờ thì có phận, có nguồn, có căn. Đến đây rồi, nguyện mẹ muôn phần mở khai trí sáng huệ thông viêm ngài. Thôi thì đôi tiếng rồi chúc cho, chúc cho xác hồn ráng lo tu. Chúc bớ cho xác được muôn phần an vui tự tại tu hành ta thoát mê. Giờ thì dứt bỏ nặng nề công phu công mà quả cho sống sớm trở về. Chúc bớ cho dứt bỏ nặng nề trở về cận kề thánh tiên. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Để mang vui mở pháp trao truyền, đồng tâm ý nội quy quyên phục truyền, cho đời dứt cảnh ưu phiền. Giờ thì đổi tiếng làm thơ trao đời, trao cho tất cả trần gian không còn đau khổ đắng cay gì mà. Giờ thì đổi tiếng mở ra chúc cho nam nữ hòa ca Bồ Đề, thức tâm ngộ giác cận kề để huynh chia sẻ không còn nắng. Con đò mẹ đợi mà mẹ trong ngày nay thôi.
thấy được tấm thân rõ ràng. Hoàn thành ơi, khai mở rõ ràng, làm thiền thanh đạo trước người lo tu. Đến nơi đây ta dứt an mây mùa, không còn nghiêng ngả trong lòng trong tâm. Giờ thì ta ráng cố đeo trồng tình hướng cao quý trong tội sánh chi. Giác thần thức ngộ bồ đề, để cho ta được đeo trồng thơm lan. Coi thì nam nữ chốn trần gian, cho tất cả vuông tròn thiên liêng mẹ chuyển với thời mẹ xây. Mở tâm mở trí bồ đề, mở trong xa khổ nặng này được thoát ra. Đêm về nghe pháp hồi âu ca đình, đang cố quyền con ơi, đang cố giữ lòng cho xuống. Giờ thì con muốn được lên thiền, đến đây nghe pháp sửa tâm dựng nhà. Con ơi, đang cố giữ lòng sửa sao cho trọn cảnh đại đồng yêu. Giờ thì thân xác sớm chiều đều hiểu, hiểu quạnh không ai yêu mình. Giờ đây đôi tiếng gì thì chúc cho con được mỗi ngày bình yên. Chúc cho con sớm luôn được lên tiền nghe rồi pháp diễn tâm hồn thơm lan. Thôi thì để bỏ trần gian, không còn si nghĩ nghĩ si chuyện đời. Chúc cho con sớm được quy nguyên lên tiền bát nhã tâm hiền như tiên. Rồi thân sửa mãi trần miền, sửa sao đỏ nét ngăn quyên lắm. Trở về Nam Mô xây đất Bồ Đề, chúc cho con được an lành về ngôi gia. Tâm an vui tình tấn để lao vui, đời đời đạo đạo chớ thời nhá nhìa. Chúc cho con duyên phận đủ đầy, tình thương bác ai không nhỏ ngày đi. A Di Đà Phật. Chúc cho tất cả vợ này, chúc cho tất cả thiên hài bình yên. Giờ thì nghe pháp như Phật tiên, bên lòng bên xác bên thân bên hồn. Phật tiên hạ giới đêm ngày, nhìn nhìn ngó ngó độ trời thế gian. Hiển linh rồi đổ trần đi, tâm hiền rồi được hưởng khi cầu xin chuyện gì.
ngày nay đôi tiếng di thời kêu cầu con của mẹ cha trở về, về đây khai cõi Bồ Đề thiên tu vĩnh cũ Bồ Đề, không phải biết yêu thương đại đồng chôn một cành, biết yêu thương ta nhẫn nhường để cho như ta được mở con đường tình thương cao rộng mãi còn tinh tinh. Ngày hôm nay tất cả đăng trình rồi, gần xa xác hữu cuộn trời được đến đây để cho ta luôn được dựng xây hòa rồi chứ đạo không gì và sanh. Thôi thì ta muốn đền ơn mỗi tâm mỗi tánh mở ra Bồ Đề để chia để sẽ giúp cơ nặng nề không còn nghiêng ngả. Giờ này nghe pháp hòa nghe qua ý nguyện Bồ Đề trở về với Phật đêm ngày Nam Mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đến đây vì thời Nam điển thiên liên dương trần, giờ thì muôn nẻo muôn phần an vui mùi đào, giờ muốn nghe pháp đôi lời chia sẻ để về gia tinh tấn tu hành. Cô ơi ở chốn dương trần nhiều bề thử thách đảo màu hiểu rõ đạo tấm thân buông bỏ chớ cột buồn xác chí cùng quải nhau đến đây chia sẻ một màu đến đây chia sẻ bước vào vô điểm này đôi tiếng chúc cùng chúc cho cô được an lành về gia, chúc cho xác hữu áo ca hòa tâm ý nguyện mở ra Bồ Đề chúc cho xác được bình yên chẳng nhớ xuống sẽ mở lòng mà mến thương, giờ thì hiểu Phật Tây Phương từ bi xuống sẽ để cho ta hưởng nhờ, trong chờ cảnh đạo quyền diệu
chúc cho thân an lành đêm tối, chúc cho thân như mở trói chạy ra, chúc cho thân tinh tấn thận hòa, chúc cho thân gì mà an lạc. Ngày hôm nay im về thân tạo tác, khói hương tình nguyện cả trần ai. Giờ thì xin chúc xác trần để cho tinh tấn về giá tu, không đau không bệnh trần nghèo là thân mong muốn mong cầu ngày vui. Đến đây hòa quyện đôi đời, chúc cho cô được an lành tâm thân, chúc cho cô được vuông tròn. Giờ thì tinh tấn tu qua khổ sầu, thôi đêm nay đôi tiếng đôi lời làm thơ cháu gửi cho cô an nhà. A Di Đà. Giờ thì chúc cho chú có dương trần lớn lao, ngày nay khổ đau cũng qua rồi, đêm nghe pháp lành an lành tinh tấn. Giờ mà giờ nhìn con của thiên liên khổ sầu thân à, lo tu hành pháp mê đường ngoài, cô hiền trần bao chàng cố trước sau, nhớ thương mẹ tay chào để sầu tuôn xa, đau khổ nơi trần ai thì ta ra đìa thân có buồn. Chúc cho con của mẹ xuống trần, khổ đau lận đận muôn phần không tan. Giờ thì cô ở trần gian, thức lòng kêu gọi mẹ ơi độ con nhà. Giờ này cô đã bài cái tình thương ba cái, muốn giúp chân phụ mẹ tay. Đời còn mà đau khổ đó ra, tấm cái đi trăm nẻo không mà thoát ra. Thôi thì nhìn trong tâm trí con tiếng con thần, thôi hôm nay vì thời đã đó, nơi thanh hoàng đi gió về mây, mượn chỗ trong tâm trí nơi này làm đò đưa rước làm thợ chào. Tôi thì đang cố bình yên, tu rồi thấy được tâm tâm an nhàn.
đến đây rồi tiếng tại gia can nhìn trông thấy sự còn đó đã có sau đến đây cứ nguyện cứ cầu cầu cho gia tơ xóm an vui hữu hạnh đến đây thân được vuông tròn giờ thì chính nói gì hơn tình thiêng liêng đã trao gửi xuống trần miền thì Hoàng Thanh thấy được trong tình thương của đại đồng và thương mến trong đại đồng, thương con trong họ, thương con tổ tiên. Ngày hôm nay đến đây cũng đã hết giờ tình thiêng liêng nên đôi tiếng trao chuyện cho cô bác gần xa được nghe an vui về gia đạo, luôn luôn nhớ mẹ thầy và tinh tấn tu hành. A Di Đà Phật. Điểm an vui đã rồi trong dương thế đã trao truyền ánh đạo của Phật tiên đến đây đã dứt điển thiên trở về cung cõi hầu cha hầu thầy. Đến đây xin chúc trần niên bình yên sát hộ tráng bà lo tu. Đêm nay đôi tiếng giang mây mù chúc bơ cho thấy sự công còn nghiêng chinh chúc bơ cho sáng thủ luôn đông trình giờ thì tinh tấn tu sao cho rạng đời chúc cho luôn nở bồ đề chúc cho mà xa khổ giờ thì chúc cả nơi trần niên nam ơi mà nữ hỡi thương đồng ngày nay ráng thương yêu giữ lòng son sắt dìu dắt nhau cho được em lành giờ thì như thể qua cành đêm nay khai sáng Bồ Đề xin chúc cho chúc cho ba tanh gần xa giờ thì cũng rõ thiên địa buổi này chúc cho thế giới an lành hòa bình muôn thứ chỉ thời nước nam chúc cho tất cả nơi đây mỗi lần tình tấn nở hoa điềm chúc cho tất cả tâm hài đêm ngày luôn sáng nhờ thời điên linh chúc cho xác hữu đang trình
biết yêu thương cả ta gần Nam Mô. Giờ thì kêu gọi bước vô để cho thế sự bớt sầu bớt lo. Nam Mô là thể con đò rước trong ánh sáng ai nhờ thời biệt tu. Giờ thì đêm tối giăng mây mù bằng nghe lời pháp diễn nơi lòng hoàng thanh. Tưởng chồng con chăm họ đêm này giờ thì dứt điểm lệ xa trong lòng. Chúc cho tất cả tâm không không biết yêu huynh đệ sẽ chia điểm chúc cho buông bỏ giận hờn là hoàn thành trong đời điếm ngại thế gian. Con chăm họ không buồn không nghĩ con mẹ cha theo giáo đi từ bi để đưa chốn trần ni trở về tâm nguyện tấm lòng không không. Tôi đến đây một lòng khai mở nâng đỡ chung ánh sáng Bồ Đề để đưa tất cả không còn đeo chướng Bồ Đề thơm la. Đến đây đôi tiếng bài khai giờ thì đã rõ thì hài nữ đã giờ thì nguyện mẹ nguyện cha chứng chỉ cho cả trận hạ lo tu. Ba già ba tánh vợ này hoàn thành chia sẻ buổi này đó đã vợ này điển ấy trận hạ bước lên thuyền Bát Nhã trở về Tam Thanh. Đến đây xin chúc dương trần giờ thì buông bỏ cho thành 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 tấm lòng. Giờ thì đôi tiếng bài khai gửi lời nhắn nhủ trần gian tu hành tu đi rồi được muôn phần hoàn thành trong đời thế gian trở về. Thôi thì đêm tối bài khai giờ này chân điển sẽ chia đã rồi hoàn thành cai mở hẳn hồi con thiện đưa rước bá gia giờ này. Nam Mô xin chúc muôn phần nhớ thương huynh đệ một lòng sẽ chia ngày nay như khóa gặp chìa chuyển xây tâm trí mở ra cho nhẹ nhàng tâm không không mãi nhẹ lòng
thì linh đi trở về mây xanh. Đập bộ Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con thiện nam tín nữ hàng năm được đáo lệ về nơi núi cầu làm lễ cầu Phật Thế Dân An. Đến đây đã được viên mãn, chúng con xin thành tâm nguyện cầu trên tam bảo hồng ân cha mẹ thiêng liêng chứng minh hộ trì cho nam nữ có mặt ngày hôm nay được tinh tấn tu hành giải thoát bờ mê, sớm an vui tự tại tu hành giải thoát. Hôm nay chúng con nam nữ trần ai bước đến đây nguyện cầu xin ơn trên mười phương chư Phật, tam cõi cộng đồng, thánh thần tiên Phật, Phật tổ Phật thầy chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Điểm an vui khấn hương cầu nguyện nơi tiên liên tiên tổ chỉ đường. Dẫn nam nữ chốn trần gian làm điều phước báo lập công Bồ Đề. Nay con nguyện viên thành Phật tổ độ chúng sanh giác ngộ quay về, giờ này khai mở cung tiên nguyện cầu Phật tánh chứng chỉ buổi này. Cho đồng nam nữ được dựng xây Bồ Đề kiên cố nở quá điềm ngài. Điểm chân hương cầu nguyện dương trần mưa hòa gió tưởng an lành tứ phương. Hôm nay trần dương vợ thì cầu nguyện mẹ tiên cũng hộ trì. Vợ chồng anh điện nguyện nguyện cầu mẹ đó dân ngứa quá quá thấy trầm. Kính trên mà bảy cậu giờ thì chứng minh thương tranh qua thủy trầm tôm ngã để kính trên Bồ Tát nguyện cầu để cho thân được thâm sâu. Giờ thì cầu nguyện thiếu cầu đã
rồi. Đăng khai sáng suốt như đèn, rồi đường sanh chúng Bồ Đề thơm lan. Giờ thì quá quá dâng lên, thì thơm dâng đến tổ tiên hộ trì. Đủ đầy hạnh phúc cao bài, là do thần ý ngày đêm biết tù. Vừa lòng vừa giá chẳng ai, giờ thì đúng lễ bài khai đã rồi. Đến đây con nguyện chẳng ai, chư thần chưa thánh rồi chưa tiếng, cũng dẫn đường cho trong tất cả trần dương. Giờ thì giác ngộ bên bờ lo tu, đến đây cầu nguyện lễ rồi, hướng hồi hồi hướng cho thế gian nhẹ nhàng. Đến đây hòa nguyện một lòng, vợ thì xin gửi tổ thầy chứng minh. Giờ thì con trẻ vài cái, nguyện trên Phật Thánh chứng ngái tâm lành. Hôm nay chỉ quyết chí thành, trở về non núi cấn hương gọi cầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con thầy nam nữ nhớ ơn tổ tiên ông bà, nhớ ơn của quyền tất tổ mà ngày hôm nay chúng con nam nữ đã được viên mãn về đến đây cầu vất thế dân an, cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho đất nước bình yên, cầu cho gia gia được cơm no áo ấm, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu tan. Ngày hôm nay chúng con nam nữ một lòng một ý một chí vững bền tu hành giải thoát. Ngày hôm nay con nguyện trên thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng Phật tổ Phật thầy cảm ứng chứng minh hộ trì cho chúng sinh bá tánh gần xa nam nữ ngày hôm nay sớm tu hành tinh tấn giải thoát mê ly, sớm trở về thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì vừa qua cậu cũng có làm một cái lễ, đến đây đã được viên mãn. Rồi hương đăng hoa quả thỉ trầm cô bác gần xa cứ bước lên tâm bảo. Tùy duyên mấy cô bác thích thỉnh những cái gì ở trên tâm bảo, những ở trên bàn hương án, thì là một cái món quà, là một cái phước. Xin mời các cô bác và cùng Phật tử bước lên để thỉnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.